Thực tế hiện nay ở nước ta là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề báo động lên cấp cao rồi đấy. Một thực tế là trong cái quá trình phát triển, đặc biệt là cái quá trình mà chúng ta chuyển từ cái quá trình chúng ta chạy quá nhiều với sản lượng, số lượng. Cho nên là cái từ khâu sản xuất là nặng về tập trung về lượng, ít quan tâm về chất. Có một số nơi đã bắt đầu quan tâm về chất, nhưng mà vì đạt được cái mục đích cuối cùng của mình cho nên lại đưa quá nhiều cái mà có thể nói cũng có cái là gọi là thành tựu cũng được, mà cái dở cái yếu kém cũng được. Đó là những cái kết quả của cái quá trình, ví dụ như là bây giờ thuốc diệt cỏ, ví dụ như là bảo vệ thực vật, thì đấy thực ra là cũng có quá trình thành công của cái khoa học công nghệ cho đưa vào nông nghiệp, nhưng mà vì cái sử dụng chúng ta nó chưa tốt cho nên tạo ra hậu quả rất lớn của cái an toàn thực phẩm, từ khâu sản xuất đến khâu bảo quản đến khâu chế biến là đều đặt ra vấn đề rất là hiện nay rất cấp bách đối với chúng ta. Một thực tế nước ta là đang để đảm bảo vệ sinh thực phẩm đang ba bộ quản lý nhà nước, quản lý đồng ruộng Bộ Nông nghiệp, quản lý trên chợ thì là Bộ Công Thương, quản lý trên bán ăn là Bộ Y tế, nhưng mà cuối cùng không bộ nào quản lý đến cùng ở sản phẩm này. Đó là một vấn đề mà chúng ta phải ra. Thứ hai đó, cái điều quan trọng nhất tôi cho là vẫn là tập trung quan ở khâu sản xuất. Đầu vào là nếu đầu vào không đảm bảo an toàn thì ảnh hưởng rất lớn đến sau này. Hiện nay từ cái khâu mà chúng ta lựa chọn giống thì cơ bản chúng ta kiểm soát được. Thế nhưng mà khâu chăm sóc từ phân bón cho đến thuốc bảo vệ thực vật cho đến bảo vệ thuốc thú y đối với lại là chăn nuôi hay là thủy sản là chúng ta quản lý rất kém ở chỗ này. Cho nên là dân nhiều cái dân không biết, chứ không phải là dân cố tình, nhưng mà vì cái không biết đó đã tạo ra cái sự đầu độc trong cái quá trình an toàn thực phẩm. Hay là cái khâu chế biến hiện nay là đấy, vừa rồi một loạt các cơ quan đại chúng đã đưa phương tiện đại chúng lên, từ cái thuốc cái chất cấm rồi cho đấy, tôi vừa rồi thử mua một số quả táo về để hơn 2 tháng là chưa mềm, vẫn như nguyên. Đấy là vì người ta vì cái mục tiêu là để đảm bảo cái đẹp, thứ hai là để được lâu, họ quên mất những chất đó đang gây độc mà phần lớn là người bảo quản không biết. Hay là chất ô vàng của măng, của dưa, phần lớn người dân trả lời họ không biết.